Cùng chúng ta sẽ kiểm tra nhiệt độ và vệ sinh máy tính nếu thấy cần thiết. Thì có rất nhiều cái phần mềm mà kiểm tra nhiệt độ, thì tuy nhiên mình tin tưởng nhất với số liệu mà chương trình Hvirus Monitor đưa ra. Thì các bạn lên Google ghi tên phần mềm này và tải nó về, sau đó bật lên. Thì mình sẽ ví dụ trên máy của mình. Thì cái cột min và max này là cái cột mà nó sẽ thống kê cái giá trị mà lượt nhỏ nhất min này và lớn nhất ở cái cột value này. Đấy, đây nhá, cái hình này có nghĩa là cái mainboard. Trên mainboard có một con chipset, thì đây chính là nhiệt độ của chipset này. Đây là chip Core 2 Duo này, thì có hai nhân, thì mỗi nhân có một nhiệt độ này. Tiếp theo clocks chính là cái xung nhịp, cái tốc độ đang chạy của chip này. Cái này chính là cái phần trăm, cái phần trăm đang chạy ấy, tức là nó đang chạy 53% cho tổng này. Còn cái nhân không ấy thì nó đang chạy 30%, còn cái nhân khác một này thì đang chạy cực này phần trăm này. Đó, cái này có cái hình này có nghĩa là cái ổ cứng của bạn. Thì đây là giá trị của nhiệt độ của ổ cứng. Thì nhiệt độ của ổ cứng thì theo khuyến cáo thì thường nên dưới 55 độ. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì chúng ta vẫn lên để cái nhiệt độ của ổ cứng dưới 50 độ thì sẽ tránh được các lỗi nguy hiểm cho ổ cứng, và đặc biệt đó chính là lỗi best setter. Tiếp tục này, đây là ảnh mình lấy trên mạng. Thì đây là dành cho máy bàn này, điện áp này, nhiệt độ này. Đây là cái main này khá khủng này, nó có 3 con chip này, tương ứng với nhiệt độ của 3 con chipset trên main này. Đây là tốc độ quạt này, quạt chip CPU này. Còn đây là chip của nó ở đây trong hình này là i7 4790, con này rất mạnh. Đấy, con i7 này thì nó hiện ra 1 2 3 4 4 nhân đây, và đây là nhiệt độ tổng này của con chip này. Đây là công suất tiêu thụ của từng thành phần một này. Đấy, clock này thì chỉ rồi nhá, cái này cũng chỉ rồi này, ổ cứng chỉ rồi này. Đây là các màn hình rời này, NVIDIA này, GTX 980 này, thì nhiệt độ này, điện áp này, nhiệt độ này. Đó, tiếp theo nào. Thì ngoài ra thì cái này cũng có thể cho các bạn xem được cái phần trăm charge pin của máy các bạn. Thì cái nếu như bạn gắn pin vào máy laptop của bạn thì bạn sẽ thấy cái chữ này, cái world level này 8%, có nghĩa là cái pin này đã bị charge 8%. Đấy, thì bạn sẽ xem cái nhiệt độ tương ứng trên máy của bạn và vệ sinh máy khi đã qua nóng. Đối với các máy tính mà dùng mà hay chơi game thì tốt nhất là 1 năm chúng ta phải vệ sinh máy một lần và sử dụng loại keo tản nhiệt tốt. Ok.